Có bao giờ em nghĩ rằng là em sẽ đi lấy vợ sinh con không? Em có nói với mẹ em là nếu mà sau này á mà muốn con lấy vợ á thì trước tiên con mới thành công đã, có tiền và lo được cho ba mẹ con mới lấy vợ. Còn hiện tại bây giờ cho dù có ép con đi lấy vợ con cũng vẫn không đi. Trong bụng em thật sự là em nghĩ em không lấy vợ được. Dạ vâng. Chắc chắn 100%. Dạ. Sao không thử mà biết sao biết? Sao không thử mà biết sao biết? Không thử được. Hả? Không thử được à? Hồi xưa đó, hồi nhỏ đó là có nào có thích gái không? Em trông trứng. Em trông trứng. Em trông trứng. Trông trứng luôn. Dạ. Nhưng mà hồi nãy chị hỏi em, hồi đầu em nói em làm boss á, là có khi nào nó ngược lại không hay là chỉ vậy thôi? Tổ hoặc chứ. Tổ hoặc chứ. Tổ hoặc chứ. Phụ nữ yếu đuối phải không? Em ra đường em chỉ khen gái đẹp thôi là em test hay rồi. Ví dụ mà bây giờ công khai, ví dụ bữa nay chịu em đi, rồi gia đình ảnh cứ cấm cản quyết liệt rồi rất là căng thẳng luôn. À, thì em có nản lòng không? Em có quyết cùng chí với anh vượt qua những khó khăn đôi lúc nhiều khi là phải bị gia đình là xua đuổi rồi không chấp nhận rồi trong cái giai đoạn đầu, thì em thấy sao? Khó khăn em trải qua nhiều rồi, đến giờ đó cái chuyện đó em rất là bình thường. Nếu mà yêu nhau thì hai đứa cùng đồng lòng cùng phấn đấu để thành công, để cho mọi người kỳ thị hoặc là ghét bỏ tụi em phải chấp nhận tụi em, cách nể phục tụi em. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng cốt súp gà của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình. Và như thường lệ, cứ mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ được nghe những cái chia sẻ về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của tất cả những người tham gia chương trình. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng sẽ được lắng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ. Và một bạn đang ngồi đây rồi, Tường sẽ ra đưa một bạn nữa vào quý vị nha. Theo chị Tường, vô. Wow, lại là một tập đặc biệt nữa đây. Mời bên trái, bên trái cưng. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra đi. Để tôi vuốt tóc, vuốt tai cho đẹp trai dễ thương nè. Hôm nay là một cặp đặc biệt rồi ha. Bây giờ trước tiên thì em sẽ được giới thiệu trước. Rồi, em tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào mọi người. Em tên là Huy Nguyễn, mọi người hay gọi em là Lai. Em năm nay 23 tuổi, công việc hiện tại của em đang là make up và kinh doanh online. Làm make up được bao lâu rồi? Dạ, được gần 4 năm rồi ạ. Gần 4 năm, vậy là cũng là điêu luyện rồi ha. Rồi, quê mình là ở đâu cơ? Dạ, quê em hiện tại là đang ở Kiên Giang. Và hiện tại em đang sống ở Sài Gòn, quận Bình Thạnh. Em ở Sài Gòn cũng được cũng gần 4 năm rồi ạ. Rồi hiện tại mình đang ở với ai? Hiện tại em đang ở chung với hai chị gái và một bạn nam. Hai chị gái và một bạn nam. Dạ. Là sao? Một bạn nam là bạn bè bình thường thôi. À. Cũng là kiểu quen, cũng là trong kinh doanh làm ăn xong rồi ở chung á. Hai chị gái là chị ruột á hả? Dạ không, hai cũng là hai chị làm ăn luôn ạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là tự tin trước mọi người. Điểm yếu của em là em không biết nấu ăn. Trong cộng đồng LGBT thì em giữ vai trò gì? Vai trò nằm trên ạ. Vai trò nằm trên ạ. Trên là gì? Dạ, top ạ. Ờ, cho nó sang đi, ông Dũng từ nằm trên, cái tôi nghe nó không có sang vậy đó. Top đúng không? Dạ, rồi. Dạ, dạ, dạ. Vậy là bây giờ này, vai trò của em là gì? Dạ, em là boss thật. Rồi, em tên là gì? Dạ, em tên là Lộc, mọi người hay gọi em là Lộc Tít. Lộc gì, Lộc gì? Lộc Tít. Lộc Tít, tại sao có cái nickname ngộ vậy? Dạ, mà ở nhà hay gọi với lại bạn bè hay gọi. Lộc là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối trường văn hóa nghệ thuật của Sài Gòn. Em cũng đang làm thêm là nhân viên cư vấn bán hàng của công ty xuất nhập khẩu trái cây. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở An Giang á chị. Lên đây lâu chưa cưng? Dạ, em lên đây khoảng 3 năm, hơn 3 năm. À, rồi hoàn cảnh gia đình mình thì là như thế nào? Dạ, em sống với ông bà từ nhỏ. Do ba mẹ em ly hôn lúc em khoảng 4 tuổi. Sau đó thì mẹ em thì cũng phải công việc này kia để đi làm để nuôi em, thì em ở chung với ông bà. Nhưng mà may mắn được cái là em ở chung với ông bà thì ông bà rất là thương em. Không có cho em làm những công việc nặng hay là mắc em phải kiếm tiền này kia. Chỉ lo em chăm em học thôi, em cố gắng học là được. Mà em đông anh chị em không? Dạ, em là con một nhưng mà sau này mẹ em mới sinh một đứa bé 3 tuổi nữa. Là lúc em lên Sài Gòn vừa sinh em bé xong. Nhưng đối với là ruột hồi trước là coi hai ba mẹ em hồi trước là chỉ có một mình em thôi. Dạ đúng rồi. Em đã come out với gia đình từ lúc nào? Dạ thì cách đây khoảng gần 3 năm thì em đã nói với mẹ em là giới tính thứ ba và em không thích con gái. À, rồi phản ứng của mẹ? Đầu tiên á, mẹ em rất là tự hào về em, tại vì học hành em cũng rất là tốt. Thứ hai nữa là em rất là ngoan và nghe lời mẹ em, thì đi đâu mẹ em cũng khoe em hết á.
trước thời gian em come out nữa thì mẹ em hay khoe hình của em trên Facebook á. Ví dụ như em là hướng dẫn viên đi, em đi tour này tour kia đăng lên thì mẹ em thường khoe cho em làm hướng dẫn viên đó hả? Dạ đúng rồi. Thì mẹ em thường sẽ khoe cho mấy bạn bè công ty của mẹ em á. Xong có nhiều người nói nhìn là biết gay rồi, nhìn là biết gay rồi. Cái mẹ em cũng nghe nhưng mà mẹ em bỏ ngoài tai thôi. Cái xong sau này thì em cũng xác nhận với mẹ em là như vậy. Thì có thời gian mẹ em rất là buồn và em hiểu được cho mẹ em. Thì mẹ em cũng không còn khoe nhiều với những bạn bè của mẹ em nữa. Lúc đó em cũng rất là buồn nhưng mà tự an ủi bản thân là phải cố lên để cho mẹ em hãnh diện về em chứ không phải là buồn về em nữa. Còn bây giờ thì như thế nào? Bây giờ thì mẹ em rất thoải mái. Khi em tham gia chương trình này em cũng có nói với mẹ em là em tham gia chương trình này. Còn ông bà? Ông bà em thì đến giờ vẫn không biết. Trời đất, nhưng mà ông bà là cái người nuôi em mà. Thì em vẫn bình thường, thì ông bà ấy cũng bình thường thôi, cũng không có thắc mắc gì hết. Rồi bây giờ ví dụ chương trình này rồi ông bà coi được thì sao? Dạ vẫn bình thường, tại vì em đã từng dắt người yêu về và ông ngoại bà ngoại không có nói gì hết nhưng mà cũng rất là thương người yêu của em. À vậy là cũng biết rồi, mình không có chính miệng nói thôi chứ ông bà cũng đoán được rồi đúng không? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ điểm mạnh của em một người khá hoạt ngôn, ngoại giao tốt, vui vẻ với lại hòa đồng với mọi người. Em biết nấu ăn nhưng mà nó ăn không ngon lắm. Em ăn được. Nhược điểm của em là em là một người hơi nóng tính. Bạn bè hay nói em là một người cặp á, hay bị cặp á. Ví dụ như có vấn đề em hay cặp, nhưng mà 5-10 phút sau em sẽ ngồi lại vào. Em cảm giác em là người biết nhận lỗi sai. Em mà thấy em sai em sẽ xin lỗi liền, chứ không có từ chối hay. Mà chị thấy em là một người rất là giỏi, cũng còn rất là trẻ, mới 21 tuổi mà. Thấy là trong cái hành trình đó giờ em kể là em cũng đã trải qua rất là nhiều cái việc, cũng có những cái thành công trong cái công việc. Mặc dù tuổi rất là trẻ, mình còn có những cái thành tích gì nữa trong cái tuổi trẻ của mình? Em kể chị Tường nghe chứ nè. Cũng may mắn khi em lên Sài Gòn học thì mới có nửa học kỳ thôi thì em được trường đại diện trường thi học sinh giỏi nghề cấp thành phố. Là một nghề là nghề gì? Dạ hướng dẫn viên du lịch. À vậy hả, rồi. Dạ thì em cũng lọt vào top 30 của thành phố. Và em đạt rất nhiều thành tích trong thời gian học tại trường đó. Rồi sao bây giờ mình không đeo đuổi cái ngành nghề đó nữa? Dạ do dịch đó chị. Wow, là giờ do dịch thôi chứ hết dịch là mình vẫn theo đuổi cái công việc của mình đúng không? Như em là em cũng đang thích công việc bán hàng này của em luôn. Là em có ước mơ là sau này em sẽ mở một cái chuỗi cửa hàng trà sữa với lại bán nước ép trái cây. Wow, rất là nhiều lý tưởng ở chàng trai dễ thương này ha. Được, như vậy là hy vọng là hôm nay em sẽ tìm được một cái người yêu thương, chứ còn thấy công việc sự nghiệp là cũng tương đối ổn định ha. Còn em thì sao, mình come out với gia đình hồi nào? Em thì em chưa có come out với gia đình nè. Hả? Tại vì gia đình em hơi khó nên em chưa có come out. Tại vì có một lần là em vô tình để mẹ em biết. Lúc cái hôm đó là mẹ em khóc rất là nhiều. Em cũng khóc nữa. Xong rồi mẹ em mới bảo thôi là mày là con út, trong gia đình thì tao chỉ còn có chờ mày thôi. Mà mày như vậy nữa thì làm sao tao sống được. Cái lúc đó em không biết suy nghĩ như thế nào. Cái anh mới bảo thôi là thôi con không phải như vậy đâu, mày đừng có khóc nữa. Lúc đó là em với mẹ em khóc nguyên một đêm luôn. Lúc đó là ba em xỉn rồi nên ba em không có nói gì. Ba em cũng không có quan tâm những cái chuyện em là như thế nào như thế nào. Xong rồi mẹ em bảo thôi là từ đây tới là tao không muốn mày như vậy nữa. Tao không muốn mày liên quan gì tới cái những người như thế nữa, không tiếp xúc nữa. Ngoài miệng thì em chỉ nói là con không làm như vậy gì nữa. Nhưng mà trong lòng thì vẫn muốn được như thế. Xong rồi đến hiện tại em vẫn giấu ba mẹ em là em không có như vậy. Có rồi, rồi hôm nay tham gia chương trình ba mẹ biết rồi sao? Nếu mà tham gia chương trình mà lỡ như ba mẹ có biết á thì lúc đó em sẽ nói luôn. Tại vì dù sao ba mẹ cũng biết mà. Mình sao mình không nói trước? Tại vì có một lần em đã để vô tình mẹ em biết, lúc đó mẹ em bảo là mày như vậy á, tao với ba mày không ở chung nữa, chia tay luôn và tao cũng chết luôn. Nên thôi em cũng sợ nên thôi em cũng không có dám nói nữa. Câu chuyện đó cách đây bao lâu rồi? Cái đây cũng khoảng 2 năm rồi. Suốt 2 năm qua là coi như là không còn ai đề cập tới chuyện đó nữa hết. Mẹ em cũng lơ luôn. Dạ mẹ, ba mẹ cũng lơ luôn. Tại vì em mà có quen ai là tìm hiểu ai là em đều giấu hết. Em vẫn công khai trên mạng nhưng mà em đều giấu hết. Nhưng em nghĩ ba mẹ em có biết không trong suốt 2 năm qua? Dạ không. Sao không biết em công khai trên mạng mà? Tại vì ba mẹ em không có gần gì trên mạng á. Cô chú em thì biết. Tại vì em có dặn cô chú là đừng có nói ba mẹ em biết. Trời ơi, nhưng mà giờ em nghĩ em đã lường trước được cái hậu quả hôm nay em tham gia chương trình chưa? Em lường trước được rồi, tại vì trước sau gì em cũng ba mẹ em cũng biết thôi. Vậy tại sao em không chọn là cái cách là em mời ra một lần nữa để nói vô cho rõ ràng? Em có nhiều lần mà nói với mấy chuyện này là ba mẹ em đều lảng đi thôi, không muốn nghe và cũng không có muốn nói tới mấy chuyện này nữa. Nhưng ba mẹ em có hiểu là những cái người trong cộng đồng LGBT là như thế nào không? Theo quan điểm ba mẹ em sống là sống theo cái kiểu mà của ông bà hồi xưa á, nên rất là khó mấy cái chuyện này. Ba mẹ em rất là khó tính, rất là nóng, nên nhiều lúc em muốn nói cũng không nói được.
Hôm nay chương trình lên có ba mẹ em biết được rồi, mẹ em làm trận làm thượng, mẹ chỉ nói ví dụ nha. Dạ. Rồi sống rồi chết ví dụ rồi bắt em đi lấy vợ, em có bao giờ em nghĩ rằng là em sẽ đi lấy vợ sinh con không? Em có nói với mẹ em là nếu mà sau này á mà muốn con lấy vợ á thì trước tiên con phải thành công đã, có tiền rồi lo được cho ba mẹ con mới lấy vợ. Còn hiện tại bây giờ cho dù có ép con đi lấy vợ con vẫn không đi. Trong bụng em thật sự là em nghĩ em không lấy vợ được. Dạ vâng. Chắc chắn 100%. Dạ. Sao không thử mà biết sao biết? Sao không thử mà biết sao biết? Không thử được. Hả? Không thử được à? Chưa bao giờ thấy một cô gái nào mà em sao xuyến được hết trơn hả? Dạ chưa. Nhưng mà em có biết là trong cộng đồng LGBT là tới già là sẽ rất là cô độc không? Dạ cái đó thì em mối tình nó chỉ qua đâu có trụ lại được tới, đâu có cái gì gắn kết để mà được tới già đâu. Dạ em cũng nghĩ là sau này về già thì nó cũng như thế. Nếu mà sau này mà em có thành công chăng nữa mà có một người ở bên cạnh em á, em sẽ nhận con nuôi. Rồi về tình duyên thì trước giờ em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà chính thức luôn á là 2 mối tình à. Trước khi mà em biết cái giới tính thật của mình thì em có quen với bạn nữ không? Dạ có. Kiểu như hồi đi học á, học trò là cũng có thích cô này cô kia. Dạ vâng. Rồi sao tự nhiên em biết em thích bạn trai? Là lúc đó là em vẫn làm công ty nhưng mà có một bạn trong đó để ý em mà em không có biết. Lúc đó bạn ấy về kết bạn với em xong rồi nhắn tin với em, bạn ấy nói là thích em. Thì em cũng kiểu như là thích thì thích thôi có gì đâu. Xong rồi đến một hôm cái bạn ấy hẹn em ra gặp mặt xong rồi bạn ấy có rủ em đi chỗ này chỗ kia thì em cũng đi. Lúc đó là em mới biết thích. Nghe chia sẻ của ảnh thì em cảm thấy như thế nào? Dạ thì em cũng cảm giác đồng cảm với anh đó. Lại cũng rất là thương anh, tại vì một gia đình cũng là rất là khó nói với anh, nhưng mà được bên em thì rất là dễ nên là em cũng kiểu như là rất là thương anh. Thí dụ mà bây giờ công khai, ví dụ bữa nay chịu em đi, hai đứa yêu nhau đi, rồi gia đình ảnh cứ cấm cản quyết liệt rồi rất là căng thẳng luôn. Thì em có nản lòng không? Em có quyết cùng chí với anh vượt qua những khó khăn? Đôi lúc nhiều khi là phải bị gia đình là xua đuổi rồi không chấp nhận rồi, trong cái giai đoạn đầu thì em thấy sao? Khó khăn em trải qua nhiều rồi, đến giờ đó cái chuyện đó em rất là bình thường. Nếu mà yêu nhau thì hai đứa cùng đồng lòng cùng phấn đấu để thành công, để cho mọi người kỳ thị hoặc là ghét bỏ tụi em phải chấp nhận tụi em, một cách nể phục tụi em. Tình trường em thì sao? Em có 2 mối tình chính thức. Mày quen được bao lâu? Đầu đại học của em là anh đó là khóa trên của em là khóa dưới. Thì tụi em vô cùng đóng chung một bộ phim ngắn với nhau mà em không biết anh đó trong cộng đồng. Sau này về rồi nó mém phim cho em. Là em nảy sinh trước mà em không biết hay là anh nảy sinh? Anh nảy sinh tình cảm với em. Ồ vậy hả? Nhưng mà em cũng không có quan tâm lắm. Rồi bây giờ em thích người khác rồi. À xong cái anh cũng đẩy đưa cứ đẩy. Xong rồi tụi em biết thấy cũng mến. Rồi tụi em bắt đầu hẹn hò rồi. Thì cũng nhanh lắm chị, khoảng 4 tháng vậy. Tình nó ngắn ngủ dữ vậy? Anh ấy là bisexual á, rồi anh quen một người khác nữa. Em là người đứng sau thôi. Em nghĩ cái gì sẽ là cái sợi dây để mà kết nối hai người trong cộng đồng LGBT lại với nhau? Em nghĩ là chân thành với nhau, không có lừa gạt nhau, cứ cái gì có cái gì đó phải chia sẻ cho nhau để hiểu nhau, thấu hiểu nhau thì mới đồng hành được với nhau được. Em có muốn có một cái gì đó nó được sự công nhận của gia đình, của xã hội không? Ví dụ như là một cái đám cưới hay là một dạ, cái gì? Có. Nói về em rất thích hàng ngày em lúc cái mạng xã hội em thấy họ tổ chức đám cưới em rất là thích. Điện thoại em đã lưu sẵn những mấy tấm hình cưới luôn. Ôi vậy trang phục nào đồ nào đó lên xếp sẵn luôn. À vậy luôn hả? Lên xếp sẵn luôn hả? Em gửi cho mấy đứa bạn em là ê mày bộ này đẹp, mày mốt lỡ cưới tặng bộ này nha. Hồi xưa đó, hồi nhỏ đó là có nào có thích gái không? Em trông trứng. Trông trứng luôn. Dạ. Nhưng mà hồi nãy chị hỏi em hồi đầu em nói em làm boss á, là có khi nào nó ngược lại không hay là chỉ vậy thôi? Tổ hoặc chứ. Phụ nữ yếu đuối phải không? Em ra đường anh chỉ khen gái đẹp thôi là em té xe rồi. Ví dụ như em khen chị Tường đẹp thì em thấy chị Tường đẹp em phải khen chứ. Dạ nhưng mà không biết sao em khen mấy lần em té mấy lần. Em đi chung với thằng bạn em hồi đó cũng gay nữa. Hai đứa chở ten gặp nhớ kia đẹp quá khen cái té xe rồi. Nhớ kia đẹp quá khen cái té xe rồi. Trời đất ơi gì kỳ vậy? Bởi vì em không có suy nghĩ đấy chuyện đó. À vậy chị em, giờ chị em bạn gì với nhau cũng khen nhau đẹp được chứ bộ. Không biết làm sao đó chị. Nghiệp quật hả? Nghiệp quật, em không dám. Cái năm nay 21 tuổi phải không? Rồi cái lần đầu của mình là hồi năm bao nhiêu tuổi? Nói gì thì bà nói láo chứ. 20, không 19 rưỡi. Không 19 rưỡi. Ồ là cũng mới đây thôi. Sao ai dụ dỗ được em vậy? Thằng kia đầu tiên của em. Cái thằng kia đầu tiên hả? Cảm giác em có như thế nào? Để chạy tại biết thì tò mò là không biết nó có giống như phụ nữ hay không á, hiểu không? À, thì phụ nữ sao em vậy? Sợ. Nhưng mà sợ lắm chị, sợ đau. Nhưng mà trước khi đó thì tụi em đã lên Google sợ. Có tìm hiểu. Nên là em chuẩn bị tinh thần sẵn, chỉ cần set up sẵn là xong. Trời cái gì nhỏ cũng chuẩn bị sẵn, set up sẵn hết trơn á trời. Em có set up sẵn không?
Dạ có, không. Có muốn đám cưới không? Có đám cưới công khai không? Hay là chỉ muốn sống với nhau vậy thôi? Đám cưới thì em chưa có nghĩ tới cái chuyện đám cưới. Tại vì quen nhau thì em chưa có chắc chắn là sẽ đi nhau, đi với nhau dài lâu. Nếu mà quen nhau thật lòng á, đi đến đâu hay đến đó. Sao kỳ vậy? Người ta phải có mong muốn sống dài lâu chứ sao đi đến đâu hay đến đó. Vậy là không có sự cố gắng. Bây giờ em suy nghĩ là nếu mà có quen nhau thật lòng á thì em chỉ dám chắc là không, em không dám chắc là hai đứa sẽ đi với nhau mãi mãi, sẽ đi nhau đến cùng. Tại vì quen nhau được hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó. Dạ. Rồi đời thấm vô thường quá ha. Còn trẻ mà suy nghĩ như ông già vậy ha, tới đâu hay tới đó ha. Rồi mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Ngoại hình thì em không cần phải đẹp đâu, dễ nhìn là được, không cần phải đẹp như những người ở ngoài kia. Còn tính tình thì ít nói, dễ thương, biết nấu ăn tí xíu, tại vì em không biết nấu ăn. Anh mời em. Anh mời em. Anh có hay sử dụng mấy app hẹn hò? Có. Tại sao có người yêu mà vẫn sử dụng app hẹn hò? App hẹn hò thì chỉ khi những người độc thân thôi. Có người yêu thì anh có nói thẳng với người yêu là bây giờ anh sử dụng app này được không? Nếu mà người yêu cho thì anh sử dụng, còn không cho thì anh vẫn xóa. Mà lỡ ví dụ như anh phát hiện người yêu anh sử dụng app hẹn hò thì sao? Chia tay. Phát hiện là chia tay liền luôn chứ không có giải thích hay là... Tại vì lúc đầu đã trao đổi rồi mà, người vẫn xài thì chia tay thôi. Anh có muốn đặt câu hỏi gì cho em không? Nếu mà hai đứa quen nhau thì em nghĩ thế nào về hai đứa độc lập, tự độc lập về tài chính và công việc như thế nào? Em nghĩ em đồng quan điểm đó. Tại vì em người sống tự lập từ nhỏ nên em cũng không muốn phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Em muốn tự lập bản thân của em, tự kiếm tiền với em. Ví dụ như ở chung với nhau thì có thể chia sẻ lẫn nhau trong những lúc gặp khó khăn. Còn tài chính thì tự độc lập. Nếu mà hai đứa quen nhau thì em có suy nghĩ là sẽ có ngoại tình không? Chắc có, em đã từng bị. Tại vì nhất là trong giới mình 1-2 năm chắc chắn họ sẽ kiểu như là chán. Thì họ sẽ tìm một cái mới mẻ hơn. Với lại có nhiều lúc có yêu thương nha Hiệp. Nhưng mà trong cái lúc mà cảm xúc về thể xác họ không đồng điệu với nhau thì họ sẽ kiếm một người khác để đồng điệu với họ. Riêng anh thì anh nghĩ là chắc chắn là sẽ không. Tại vì tính của anh là nếu mà quen rồi anh rất là chân thành nên sẽ không có chuyện mà ngoại tình. Còn nếu mà người yêu anh mà có hai đứa quen nhau mà có suy nghĩ ngoại tình rồi thì đừng để cho anh biết. Tại vì anh mà biết anh rất là ghét chị cái chuyện mà đi ngoại tình. Em cũng đồng quan điểm với anh chuyện đó. Thì ví dụ như mình không hợp vào cái gì cảm xúc hay là tinh thần hay trong quá trình sống chung nhau không hợp, mình có thể nói thẳng với nhau để cùng sửa với nhau, chứ không có thể kiểu như là không thích rồi để trong lòng. Tại vì để lòng nhiều quá sẽ bị vỡ ra, nó không có kiềm được nữa. Lỡ mà hai đứa mình có hành đôi anh thích về nhà chung với nhau, ý là ở chung với nhau Cái này anh cũng có suy nghĩ là nếu mà hai đứa quen nhau mà hay kiểu như tìm hiểu mà thấy hợp nhau thì anh sẽ về ở chung. Lỡ như ba mẹ anh xem chương trình này nè, người ta hẹn hò với em điện lên họ phản đối thì sao? Nếu mà quen nhau rồi bị ba mẹ phát hiện thì về cứ nói ba mẹ luôn, thì lúc đó là cứ tới đâu hay tới đó, chứ giờ giấu về hoài cũng không hên. Ý là ba mẹ anh không chấp nhận em ra ở ghi. Anh thử trang điểm em ha, cho biết cho em biết tay nghề như thế nào. Cũng đã làm nghề 4 năm rồi mà. Trời, nhỏ được trang điểm mặt cười tươi như hoa vậy đó. Da mặt mịn mờ, ngon lành. Cái này gọi là mấy nét chấm phá đơn sơ thôi. Đồ nghề đây chỉ mấy món à. Ok, nhìn đi. Đẹp đi. Đúng không? Nhà không ra. Tạo dễ sợ. Rồi về chỗ đi nè. Nịnh nhau quá à. Sao nãy giờ chị Tường ra ngoài hai bạn trò chuyện nhau thấy có gì, nó có được cái gì đồng cảm với nhau không? Dạ cũng có một chút. Ví dụ như là công việc của hai đứa, cũng hiểu nhau về công việc hai đứa nhiều hơn. Với lại tính cách của hai đứa. Em thì thấy cũng hợp tính. Hợp thì phải tập trung vô nha, nghiêm túc vô nha. Tôi để ý cậu này nhỏ hơn nha, 21 tuổi nhưng mà tôi thấy có vẻ trong tình yêu là nghiêm túc hơn nè. Thấy chú này là hơi cà lơ phất phơ, vẫn còn chưa có tập trung vô chuyên môn lắm. Bởi vậy người ta đã nói cái cộng đồng mình đôi lúc là nhiều người ta chưa hiểu, rồi người ta cũng có những cái nhìn nó chưa được thiện cảm rồi. Thì bản thân mình là người trong cộng đồng LGBT, mình phải sống đàng hoàng, nghiêm túc trong tình yêu, trong công việc, mọi thứ cũng vậy, để cho người ta sẽ từ từ có những cái nhìn nó sẽ khác, tích cực hơn về những người trong cộng đồng LGBT của mình, đúng không? Nó giống như chị hồi gia đình mình cũng không có ai dính vô, nhưng mà ai mà nói tới cộng đồng LGBT thì chị cũng là hay bảo vệ, chị cũng hay nói cái này cái kia, bởi vì chị được tiếp xúc nhiều, chị làm mấy mối nhiều nên chị hiểu các bạn. Nhưng mà thật sự cái định kiến của xã hội là vẫn còn nguyên, chứ không phải là bỏ đâu, người ta vẫn đâu có muốn đâu. Cụ thể như là cha mẹ em đâu có chịu, đúng không? Thì rất nhiều người ở ngoài người ta cũng vẫn còn kỳ thị mình.
Cho nên chính mình là những người ở trong cái cộng đồng của mình phải bảo vệ nhau bằng cách là mỗi người phải tự làm tốt cái giá trị của bản thân mình lên. Rồi, bây giờ một thức khách vui dành cho hai bạn nha. Ai đến tham gia chương trình cũng sẽ được tham gia một cái game show. Game show của các bạn có tên gọi là Kẹo Tình Yêu. Hiểu 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 làm gì chưa? Đúng cho thằng này lành, thằng này thông minh, thằng bé là tôi chịu. Hai bạn mời ra phía trước sân khấu. Trước tiên cho tôi ăn thử miếng kẹo tình yêu có ngon không à? Ờ được, ngon, không có mập, ngọt, thanh, đầy đủ hương vị. Tình yêu nó có chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm. Đây, hai bạn, mỗi bạn một tay để vô cái dĩa này, tay nắm nhau. Bây giờ nhiệm vụ của hai bạn, hai tay nắm nhau, bước tới ba bước, bước lùi ba bước, biết nhảy rung ba không? Đó, tới bước lùi. Chà chà chà. Trời hay quá vậy, sao mày ăn? Ăn cho tôi hết hai thanh kẹo. Hai ba. Tiến tới tiến lùi vô. Đi trước, em lùi hai thanh tay tới, lùi trước nha. Một hai ba. Nhẹ nhàng, hiểu điệu. Rồi giống như đi ăn cắp, đi ăn trộm vậy, hai đứa. Rồi ăn kẹo đi chứ không lẽ nhảy hoài. Ủa vậy rồi đứa này ăn nhiều hơn đứa kia rồi sao? Rồi cái miếng thứ hai là tới em ăn trước á. Ngon ha, kẹo ngon ha. Cắn cái tay này trên tay này nó cao. Tự là cạp đi. Đưa cho tay với ăn hết trơn vậy. Trời ơi, nó hàm hố ghê hết sức vậy đó. Di chuyển, nhảy. Nhảy. Trời ơi, lúc ăn được rồi lúc không nhảy ăn nữa không? Rồi thôi. Dạ thôi hả? Ngon quá mà, thiệt tình luôn á. Dễ thương không? Rồi, về chỗ. Đó là cho vui, thật ra là chi những người đến tham gia chương trình á, không phải là ép chị Tường đâu, ép chị Tường có được cái hưởng lợi gì đâu, nhưng mà có cái sự va chạm vậy để cho các bạn hiểu nhau được nhiều hơn. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào chánh giữa này, nắm tay nhau, nhìn nhau, mỗi người nói với nhau một câu cuối, cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình. Em nhường á, nãy giờ nói nhường trước, nói trước đi, nãy nói trước rồi mà, nói đi. Về là em nóc nhà đó. Trời, con mới mốt gì à? thôi rồi, rồi bà Mai coi như đi bụi rồi. Hồi nãy em có nghe nói á, là anh thích một người ít, em một người nói nhiều. Nói nhiều cũng được, nhưng mà kiểu như nói vui vui thì được. Còn tại vì tính anh là công việc anh nó hơi bị nhiều á, nên anh cũng ít nói. Công việc nhiều khi áp lực quá đó, anh sẽ bị cọc. Nhiều lúc anh công việc em áp, anh công việc anh áp lực á, thì em nhìn anh thì ít nói lại xíu. Còn em hiện giờ thì em là một người không có hứa nhiều, chỉ hành động thôi. Em không hứa với anh là sẽ là làm này làm kia cho anh, nhưng mà khi mà anh đồng hành với em á, những khó khăn em sẽ không bao giờ bỏ anh. Tại vì anh là một người không thích hứa. Trong cái chuyện gì nếu mà anh chắc chắn anh làm được anh mới hứa, còn những chuyện mà anh không làm được thì anh sẽ không hứa. Tại vì hứa nhiều á, không có làm được thì cũng như không, để tốt nhất được có hứa. Bây giờ là thời phút quan trọng, tụi em phải bấm nút hẹn hò. Nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh. Không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra nhá. Rồi nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì đưa ra quyết định của mình nhé. 1 Ví dụ mà bây giờ công khai, ví dụ bữa nay chịu em đi, rồi gia đình ảnh cứ cấm cản quyết liệt rồi rất là căng thẳng luôn à, thì em có nản lòng không? Em có quyết cùng chí với ảnh vượt qua những khó khăn? Khó khăn em trải qua nhiều rồi, đến giờ đó cái chuyện đó em rất là bình thường. Nếu mà yêu nhau thì hai đứa cùng đồng lòng, cùng phấn đấu để thành công, để cho mọi người kỳ thị hoặc là ghét bỏ tụi em, để chấp nhận tụi em, cách nể phục tụi em. 2 Tại vì anh là một người không thích hứa. Trong cái chuyện gì nếu mà anh chắc chắn anh làm được anh mới hứa, còn những chuyện mà anh không làm được thì anh sẽ không hứa. Tại vì hứa nhiều á, không có làm được thì cũng như không, để tốt nhất được có hứa. Ba. Rồi bấm chưa mà nhá nhá vậy? Ừ đó. Nãy giờ hai đứa ăn kẹo là cũng là ăn kẹo là chơi game của chương trình. Nhưng bây giờ hẹn nhau rồi, hẹn hò nhau rồi, và hai bạn chính thức tặng nhau một cái nụ hôn kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt để chứng minh ngày hôm nay. Lỡ come out rồi, thấy rồi làm luôn đi. Nắm tay nhau. Trong anh từng ngày vì quá yêu anh.
làm gì cả. Chỉ cần trời ơi, dễ thương quá. Có anh nào tới đây hôn tôi không?